Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Trọng Phát Channel. Theo yêu cầu của mấy bạn thì hôm nay mình sẽ review con xe đi ăn lẩu của mình nha các bạn. Mời bạn đón xem. Let's go. Chào tất cả các bạn. Xe này là xe điên lẩu nha các bạn. Đó. Xe này không có gì đặc biệt luôn ơi. Có cái đặc biệt là cái lỗ này các bạn. Lỗ này điên bữa để nhét tiền ở đây nha các bạn. Còn đây hắn đĩa nha các bạn. Này hắn đĩa cũng bình thường mới ơi, lô cũng không có gì đặc biệt này. Bao tay cũng bao tay lô luôn, xe điên lẩu mà các bạn. Đầu đèn thì đầu đèn quay 110 nha các bạn, xi nhan là màu vàng, hai bên màu vàng. Đèn ở trong thì mình sử dụng đèn led nha các bạn, đèn pha led. Đèn trong là mình sử dụng đèn pha led, câu điện bình trực tiếp luôn. Đây là ông da nha các bạn. Xe này mình thì mình cũng lên ông da tay luôn rồi, con tay. Bánh này bánh cam chỉ nha các bạn. Cục máy thì cục máy quay 110 nha các bạn. Thì xe này thì mình gắn cái cụm này là cụm FZ nha các bạn. Cụm FZ mình gắn như zin luôn nha các bạn. Nó khích vô như zin luôn, không có cháy cháo gì nha các bạn. Này cốt pha, xi nhan, kèn. Này mở công tắc đèn nha các bạn. Nó có bát xin luôn các bạn. Đây. Này nút bát xin nha các bạn. Đá đèn nha các bạn. Đặc biệt xe này thì mà nó không có lỗ gắn kính hậu các bạn ơi, để cho công an bắt chơi. Ra thì ba ga nhựa. Cục máy 110. Này thì mình sử dụng mình chế mình gắn cái gác chân rider nha các bạn. Này gắn chơi thôi với leo lên mà gãi nha các bạn. Đèn sau thì cũng đèn sau này cũng đèn V110 nha các bạn. Bô này thì bô ẹt nha các bạn, ẹt mà ẹt lưỡi ngắn móc nha các bạn. Gác chân rider. Giò đạp này của xu nha các bạn. Đây, này thì em mới ra tay cho nên có cục còn gòn này nha các bạn. Đó. Bóp nó chạy chạy thấy không? Rồi. Xe chỉ có nhiêu đó các bạn ơi. Xe chủ yếu đi ăn lẩu nha các bạn. Nên có nhiêu đó à. Rồi, các bạn thấy clip vui thì hãy comment và chia sẻ với mình nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn.